Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Kéo em vô, kéo cái ở đó rồi. Đằng nào rách áo rồi. Lại lên cột điện này. Không sao, không sao, không sao. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Bắn đi hoa súng ba được. Rồi chào mừng 22.000 anh em trên thân cân 78. Nay mình lại tiếp tục mình lại review con diều 4,5 m. Miệng sáo chỉ kiến, miệng sáo kiến này nó rộ như tổ ong, anh em gọi là miệng sáo kiến. Đây sáo chuông chỉ 5. Ok leo. Let's go lên diều. Rồi, chuẩn bị. Chúng ta đi kiếm địa điểm thích hợp, vị trí thích hợp. Chuẩn bị trả dây diều và lên diều lúc 16 giờ. Rồi, chuẩn bị lên nhá. 1, 2, 3 lên. Chuông hàng siêu vip nhá. Với ăn cao thủy diều, hay toàn diều to không nha bạn nhé. Đâu ra rồi, 28 luôn. Hay toàn diều to không nha bạn nhé. Này mọi người, anh em đang điều chuyển con diều quý đồng học tuyệt. Con diều quý đồng học tuyệt vời. Gió nó hơi mất gió quá lắm. Ông vô trong góc trong đó luôn. Hơi mất gió quá lắm. Một, hai, ba, bốn,
7 con với ở dưới đây 2 con nữa, 9 con. Một con đây 10 con. Đang có 10 con nhiều. Vời luôn. Chỉnh lại tí lèo. Năng gió đang yếu rồi. Đi đâu rồi đấy, hai chưa ra, đang rớt gió đâu, đang rớt gió đang thu nhiều thế luôn, mất gió rồi. Xuống rồi. Chịu không nhỉ? Ôi, gây, phải vô chung ngủ rồi. Rồi, xuống. Quá đẹp. Ôi, đá bên mù cỏ. Quá tuyệt vời luôn. Nếu thế rồi. Con này, đang, đang xuống luôn. Con này đang đang xuống luôn rồi, tự nhiên đang bay ngon lành, mới có 4-3 giờ 10-16 giờ rớt hết nhiều đâu, 3 giờ đụng đất, 15:30 đụng đất luôn. Con đi vô. Có phê. Ăn đi.
hàng siêu VIP nha. Quấn chỉ bằng chỉ.